Trao đổi với phóng viên, sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai cho biết, tính đến sáng 25 tháng 10, huyện đã ghi nhận 12 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều là cán bộ công an, tòa án, thị trấn. Trong đó có 3 trường hợp công tác tại Công an huyện Quốc Oai, hai người là cán bộ tòa án nhân dân huyện Quốc Oai. Đến thời điểm hiện tại, huyện này đã ghi nhận 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong vòng 2 ngày qua. Chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu hơn 300 mẫu xét nghiệm những trường hợp người có liên quan gửi cho CDC Hà Nội chờ kết quả khẳng định. Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đang được đặt lên hàng đầu, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai chia sẻ. Đơn vị vẫn chưa tìm ra được nguồn lây liên quan đến ổ dịch này. Trước đó vào ngày 25 tháng 10, ban chỉ đạo Sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện Quốc Oai đã triệu tập họp trực tuyến với các xã thị trấn để đánh giá tình hình và triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh sau khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới tại thị trấn Quốc Oai, xã Sài Sơn và xã Thạch Thán. Trong số những bệnh nhân này có trưởng công an huyện, bí thư đảng ủy thị trấn quốc oai, trưởng công an thị trấn quốc oai, thẩm phán tòa án nhân dân huyện, cán bộ tòa án huyện. Sở chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện quốc oai chỉ đạo khoanh vùng cách ly nơi ở của các trường hợp F0. Cụ thể tại xã Thạch Thán tổ chức phong tỏa cách ly y tế đối với 6 hộ dân xung quanh gia đình có F0 tại xóm 11. Xã Sài Sơn tổ chức 3 khu vực phong tỏa cách ly y tế. Khu 1 gồm 12 hộ dân xung quanh gia đình F0 NTPN tại xóm Tây thôn Đa Phúc, khu 2 gồm 8 hộ xung quanh gia đình F0 NTT tại xóm Tân Hòa thôn Đa Phúc, khu 3 gồm 10 hộ xung quanh gia đình F0 NHT tại xóm 1 thôn Sài Khê. Tại thị trấn Quốc Oai tổ chức khu vực phong tỏa cách ly y tế gồm 10 hộ dân xung quanh gia đình F0 NDD từ trung tâm dân số đến phòng tài chính kế hoạch. Cùng với đó, ban chỉ đạo yêu cầu công an huyện, tòa án nhân dân huyện Quốc Oai, ủy ban nhân dân thị trấn Quốc Oai thực hiện phong tỏa tạm thời trụ sở đơn vị, tổ chức đưa toàn bộ F1 đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung tại trường trung học phổ thông Quốc Oai điểm cũ và trường trung học phổ thông Quốc Oai mới.